Đây là cái mạch bạn tiết kiệm tiền nhất bạn ạ. Đây là một cái màn hình ở ngoài trời rất lâu. Ôi. À, đừng cho các cô chạy ra nha. Làm bằng làm nhựa hết bạn. Trước đây mình đã làm một cái clip. Công nhận. Rồi, lại thấy không? Ở trong thì trắng như thế này. Ở ngoài thì vàng khè ra. Đấy, bạn thấy chưa? Tiếp theo một cái như thế này, bạn thấy chưa? Một cái tấm nó có thể chiếu mờ mờ nhòe nhòe. Tiếp theo là một cái tấm như thế này, là một tấm thật sự là nhòe hoàn toàn luôn. Đấy. Và cuối cùng bạn thấy chưa? Cái này cực kỳ quan trọng luôn. Chính là cái để làm cái phản sáng. Phản sáng chất lượng tốt nhất để làm pha đèn mà. Bạn có thể làm pha đèn. Mình nói đây. Mình nói được này. Đâu cần phải kiểm soát đâu. Cùng. Chất lượng nhỏ nó quá là đỉnh luôn. Đây bạn. Để. Các bạn chế nha. Trong này. Đấy. Đây là lắp. Đây là đây đúng không ạ? Nó gọn luôn. Nó chắc nét luôn. Mình sẽ dùng thành trọng. Mình sẽ làm một phát nữa. Mình sẽ hơi chụp một tí. Vừa. Vẫn vừa. Rồi, bạn có thể gắn vào đây, chia hai mặt hoặc là gần 52, bạn gắn một phát là ok. Đấy. Đấy. Tiếp theo ở đây là có một cái này như thế này nữa, mình sẽ đẩy nó lên đây. Đấy, hai cái vạch như vậy thôi. Yeah. Gắn keo của nó chắc bét. Đây là cái vạch bạn tiết kiệm tiền nhất bạn ạ. Cùng có bao bì là 50W, bạn mua về và bạn chỉ lắp vào. Ở đây là cái nguồn đôi. Mà mình đã giới thiệu ở cái clip trước rồi. Ok, bây giờ mình sẽ gắn nó lại cho chắc chắn hơn.